Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục tới cái phần là tháo bỏ ABS của chiếc Ducati của mình. Thì cái như mình đã nói hôm bữa rồi, cái hệ thống ABS này nó quá dài và nó rườm rà khiến cho cái phản xạ thắng của mình nó không có được như mình mong muốn, nên mình quyết định bỏ ABS và mình xài theo kiểu thông thường. Thì việc đầu tiên á là mình phải xử lý, đó chính là cái gì, là việc tháo bỏ ABS thì mình phải xả dầu. Tại vì cái dầu thắng này, nếu mà cái hệ thống dây rườm rà này mà dầu mà bạn không xả bớt đi thì khi mà tháo ra nó sẽ chảy tứ lung tung. Thì chuyện đầu tiên của mình á là ở trên đây, là chỗ này là hồi nãy vừa mới rồi là cái bình dầu, và mình sẽ tháo bình dầu ra, có nghĩa là trong đây vẫn còn đường dầu. Đó là phần đường dầu trước. Và đây là cái bình dầu sau, lát mình cũng sẽ tháo bình dầu ra luôn. Thì đây đây là cục ABS, nó có 4 dây, có nghĩa là một dây lên cùm rồi từ cùm rồi xong nó mới một dây từ cùm xuống dưới đây. Đó, rồi một dây mới đi qua cục này, mới từ đây mới đi xuống dưới heo. Thì bây giờ mình sẽ tách hẳn nó luôn, mình cho nó từ cầm xuống. Thì để mà cho nó ít chảy dầu có thể, thì ngoài việc mình tháo bình dầu ra xả, mình sẽ còn sử dụng một biện pháp nữa, đó chính là mình cắm ống thổi hơi trực tiếp vào cái ống đường dầu này. Mình tống hơi mạnh thật mạnh xuống để qua con ốc xả gió. Đây, con ốc xả gió đây mình cắm sẵn ống dây rồi. Cột dây rút chưa hoàn, coi chừng nó chạy. Ê, nó chạy, nó nổ dây á. Đó, thì khi mà mình thổi trên xuống đây, các bạn có thấy dầu bên trong đây nó sẽ chảy ra. Rồi hoàn thổi đi hoàn, đó ở trên nó thổi nè, đó tống mạnh luôn không sao hết, đó mạnh nữa bóp hết cỡ luôn, rồi đợi tí máy hơi nó chạy, rồi cả nó cứ bóp đi, đó dầu nó vẫn sẽ cứ chảy ra. Làm vậy để làm chi, để cho mình muốn là một hồi nữa khi mà mình tháo sợi dây dầu này ra, nó sẽ không bị chảy dầu ra ngoài. Chảy dầu này rất là tổn với sơn và với môi trường, mà cũng như là tay chân của mình, rất là độc hại cho môi trường. Đó, cho dầu nó chảy ra hết. Rồi nghỉ xíu đợi cho cái máy bơm nó chạy, trong khi đó thì mình sẽ tháo bình dầu sau. À, đâu có cần, hoang hoang khỏi, tháo con ốc đó thôi, tháo con ốc đó thôi, xí con ốc đó vô lại giùm. Đấy, sau khi rã sát, mình chỉ ý là mình rã sát để mình làm cái ABS thôi, nhưng mà tự nhiên rã ra cái ngứa tay, thế là vệ sinh lại cổ bô rồi tháo luôn sườn đuôi để bắt đầu cái dự án mới. Một lần rã xe là cả này nè, thì toàn bộ đều là mình tự làm ở nhà hết, tự mày mò, kỹ sư hãm mày mò. Đấy, thì trong dầu có bình, nãy là mình mới xả ống phần này trước, nó vẫn chưa sạch lắm, mình đợi hơi nó mạnh hơn mình sẽ xử lý nó. Cái người thợ đang xử lý đó chính là anh Hoang. Hoang thì rất là tự hào là một người có cây hàng 3,5 tấc. Đấy, nhưng mà nó giống như là một cái chuyện cổ tích đó, hiểu không? Nhưng mà thôi, mình cứ để cho nó vui vẻ với thể chuyện cổ tích ở đây, mình đừng có nói mấy chuyện đó. Đó, và đây cũng sẽ là xả con ốc gió dưới con heo để cắm ống dẫn dầu vào để mình thổi cho nó hết dầu bên trong ra. Hoang à, Hoang rửa xe sao mà gấp giờ hay Hoang ơi. Cục máy cũng dơ luôn hả? Quay xuống tới rồi, đủ rồi. Đấy, cái khóa để mở sợi dây cắm vào. Rồi, hơi mạnh rồi đó. Good. Xả luôn. Cái này cũng đủ rồi đó.
Vậy cha sao đi, cha đi làm vậy mày khùng hả? Mở vậy đi từng cái đi cho nhiều hơn, cái ở nãy ít quá, ta đủ. Thì bởi vậy tự nhiên cái mày đi Mở mở thôi lên. ha. Rồi rồi, để đó đi thỏi. Phun bài thỏi đó, lấy dầu bên trong ống nó đang chảy ra đó. Tiếp nhiều nữa, nhiều nữa, mạnh lên, kèm với đậm vài cái cho bên chạy coi nè. À chết, đạp cái bên xuống luôn, giữ luôn, đạp xuống giữ luôn rồi, đúng rồi, giữ luôn mà nó chống nha. Hay nó thấp từ dày xuống nó gần đổ bây giờ. Hết cả chưa? Đó Rồi thả ra. Ủa, ít lắm. Nói chung là nó cũng ít ít thôi. Rồi để cho nó xuống, rồi để nghiêng cái bình xuống. Để rút cái sợi dây ra. Đó. Hạn chế cái việc chảy dầu bằng cách này. Rồi ra lần trước làm lại cái nữa, siết áo đó lại. Để hồi mình tháo dây dầu này, nó khỏe. Làm hai bên kia rồi. Ừ, để nó xả con này xong nó xả con kia nữa. Với heo trước thì phải xả cả hai heo luôn. Hết rồi. Hồi nãy xả rồi thì nó còn chút xíu thôi mà. Rồi. Thì bún bún không muốn ra rồi. Rồi, được rồi. Giữ bình dầu dưới nó đổ. Rồi. Quan heo bên kia. Đấy, mục tiêu của ta sẽ là bỏ nguyên cục này ra, bỏ hết dàn dây này, sau đó mình sẽ coi coi xe mình nhẹ được nhiêu kg. Ok, thở. Đấy, bên này sẽ có dầu nhiều hơn, thấy hết cỡ luôn. Rồi, vớt cắt hết dầu đó. Rồi thì công đoạn xả dầu đã hết, bây giờ bắt đầu cất dụng cụ mấy cái bình dầu đi cho nó khỏi đổ. Không ra đây bây giờ bắt đầu mình mới xả dây dầu. Đó. Mình vẫn đang tiến hành xử lý cái vấn đề là khá là bé. Nói chung là mình làm cứ từ từ, không có gì gấp gáp, ở nhà mình tự làm mà. Không có gì gấp gáp hết, mình cứ từ từ xử thôi. Mấy bạn mà chẳng hạn như muốn mà bỏ ABS giống mình đó thì dĩ nhiên mình khuyên là đừng có nên làm. Nói chung là mình tẩn tẩn hay do mình đã quen với phong cách chạy không ABS rồi nên mình cảm thấy cái chuyện đó là không vấn đề gì với mình hết. Nhưng mà còn với những bạn nào mà mới biết chạy hay là có trình độ mà không đủ cao thì thôi đừng có làm cái chuyện này, nó sẽ khá là điên rồ. Thật ra là trình độ điên rồ thì tốt hơn. Đấy, đây là anh Việt Mập. Đấy, anh Việt một trong những người sáng lập ra team Việt Tấn. Mà bây giờ anh theo team tiếp an toàn, anh ở nhà nuôi con nuôi vợ rồi anh bỏ tiêm rồi đó. Còn đây là bắt đầu tiêm con bé trẻ trâu đấy.